Hồi đó mua 21 triệu 900 mà cho 22 triệu đi. 2 triệu mà trừ 3 triệu là hết 19 triệu, cho 18 triệu rưỡi đi, 18 triệu rưỡi cái thùng này. Quá dữ. Xin chào các bạn, trở lại với video của kênh IT Không Chuyên. Hôm nay mình sẽ mở cái thùng máy này ra cho các bạn coi bên trong có cái gì. Thì bữa trước mình có nói cái con này của mình mười mấy triệu á, mấy bạn bảo mình nó dốc. Hôm nay mình quay mở ra cho các bạn coi. Thì thường thường là mình xài khoảng vài tháng là mình mở ra mình vệ sinh. Đó, đây mình mở ra mình vệ sinh. Thì mình đằng sau á nó có mấy con ốc này nè, mình dặn hai con ốc ở trên, ốc dưới nè. Tại đây mình không có chỗ rộng rãi quay, mình quay nó hơi chật chút xíu thôi, các bạn coi thông cảm ha. Đây, để cho nó nằm xuống đi, kéo ra. Quay lại chiều này đi, coi từ dưới lên trên cho nó rõ. Đây là tản nhiệt của CPU, đây là card rời, card GTX. Đây mình có cái phiếu thống kê nè, ở đây mình phải gấp ở trên với gấp dưới lại. Để không mình mở lên nó có cái tên mà cái hãng mà cái cửa hàng mà lắp cho mình á. Mấy bạn lại nói mình quảng cáo nữa. Mà mình đâu có được trả đồng quảng cáo nào đâu, nếu như có quảng cáo thì mình cũng đỡ. Cái này mình quay cái giá cho các bạn coi thôi, mình để lộ lên là người ta lại nói mình quảng cáo đồ. Cái này để coi ngày bao nhiêu. Ngày đây để mình che cho các bạn coi. Đây, ngày 12 tháng 11 năm 2016. Đó, mở ra dưới đây cho các bạn coi. Mình hồi đó là mình không có tiền theo, mình cầm theo có 12 triệu thôi, nên mình chuyển là 11 triệu 900 tiền mặt. Còn mình chuyển khoản thêm là 10 triệu. Tại lúc đầu mình chỉ định lắp cái máy tầm 12 triệu thôi, vô tư vấn tới lui hồi mình lắp tới 21 triệu 900 luôn. Còn nó có cái màn hình nữa, tại trừ cái màn hình đi nó còn mười mấy triệu á. Men AR sóc, AR rock, rock chứ không phải sóc nha. Mình cứ quen miệng hay đọc sóc sóc không à. Rock H81MG. Cái này so với bây giờ là cũ rồi, còn hồi đó là cái này là cái đời mới của cái năm đó. 1.319.000. Đây là cái men, là cái đỏ đỏ dưới này nè, các bạn thấy có mấy cái đỏ đỏ đó. Phải dựng lên, dựng lên. Đó, men là cái bảng mạch ở dưới nè, cái bảng để mình cắm đồ lên á. Rồi. CPU Intel Xeon E3-1231V3. 1231V3 là cái thứ hai này ha. Là cái CPU là cái các bạn không coi được, là CPU mình không tháo cho các bạn coi được, cái CPU nằm trong này nè, ở dưới cục này nè. Còn cái này là cái cục tản nhiệt. Tản nhiệt cho cái CPU nó mát, bên này có quạt thổi luôn, ngoài này có cái quạt của cái thùng máy nữa. Rồi cái cạc. Cạc là Vega nè, 3 GB. Ủa không, cái này là RAM chứ. RAM nằm dưới. Ủa, RAM ở dòng trên, tại mình đang coi nhưng màn hình điện thoại nó không có rõ. Thôi quay ra ngoài coi. 3 GB nè, DDR5, GTX 1060 ha. 3 GB là cái thằng bự bự này nè, nó có hai cánh quạt này nè, là cái cạc rời các bạn nhấc ra được. Lâu lâu mình lấy ra mình thổi bụi quạt rồi nó dính bụi nè các bạn. Đó, cái thùng này cái tản nhiệt này dính bụi, là quạt dính bụi nè, ra thổi bụi cho nó sạch, cho nó vận hành tốt hơn. Nó có bụi thì nó quay nặng, nó tải nặng, nó nóng. Đó. RAM thì ở đây mình gắn có một cái thôi. RAM 8 GB. Đây, cái RAM của mình. RAM là cái thằng đỏ đỏ dài dài này nè. Đỏ dài dài này. Tôi qua đây cho nhìn cho rõ. Này, nó đỏ dài dài nè, có cái tản nhiệt luôn, cái tản nhiệt nhôm bên ngoài á, còn cái thanh RAM này là cái mỏng thôi, cái mỏng nhỏ trong thôi. Rồi SSD 128 GB. SSD là cái nhỏ nhỏ này nè, 128 nè, để mình cài Win cho nó chạy cho nhanh. Còn ổ cứng, ổ cứng thì có một cái thôi, ổ cứng lúc mình mua là có một cái, một Western 1 TB, là cái thằng này nè, có một cái thôi. Còn ổ này mình lắp thêm các bạn nha, mình lắp thêm, lắp thêm đâu có 1 GB là cái này chứ, còn cái này mình lắp thêm, mà lắp thêm cái này tới 1T. 1T là cái này, còn cái này là 3T, là cái dày hơn nè. Mình lắp thêm là mình lưu trữ video đồ nè. Video đồ mà
thường xuyên á, còn mình có một cái mình sao ra nữa, cái nào mà lâu không xài á, là mình sao ra ngoài riêng cái ổ khác nữa. Cái ổ này là ổ lắp thêm thôi, còn chưa có tính trong cái bảng 20 mấy triệu này là chưa có cái ổ này nha. Rồi cái nguồn nè, 450W nguồn là cục này nè. Đó, cục nguồn là nó chuyển điện 220 về. Rồi cái thùng máy nè, thùng máy 600, cái CPU là 950 nè, cái thùng máy là 610 nè. Nguyên cái thùng, cái thùng mà cái vỏ này nè, cái vỏ để đựng á, cái này nó có bụi rất là nhiều các bạn ơi nè, lâu mình không vệ sinh là nó như thế này nè, đó bụi vậy đó, nên các bạn xài là phải vệ sinh. Máy bàn là nó phải như vậy, phải cực, chịu cực như vậy thì nó mới bền. Chừng vài tháng là mình tháo ra mình thấy bụi dính lum la hết trơn. Tiếp theo nữa là cái tản nhiệt, cái tản nhiệt 500.000 là cái này nè đó, cái tản nhiệt mà riêng theo cái CPU nó nhảy chút à, nhảy như đây à, quăng luôn, mua xong là quăng cục luôn, thấy cục bự hơn để cho nó mát. Cái LCD hồi đó mình mua cái Dell B2217 nè, hết 3.350.000 rồi đó. Mình có một cái UltraSharp nữa, UltraSharp mua 5.000.000 nữa, và cái sau máy mình xài hai màn hình lần, cái bàn phím rồi chuột rồi bảo hành máy này cho, bàn phím rồi này cho nó vậy thôi. Nó cho quay sơ lại cho các bạn coi nè, cái main 1319 nè, cái CPU là 5.850.000 nè, cái card rồi là 5873 nè, rồi cái RAM 1.030.000, cái SSD 1.200. Ồ, cái SSD hồi đó mình mua mắc dữ ta. Cái SSD bây giờ á mà mình mua cái loại rẻ rẻ xài ngon thôi á, là các bạn bữa các bạn mình có coi cái video trước của mình không, 240GB, cái ổ cứng 240GB với có mình mua có 600 mấy à, mà cái này 128GB 2 năm trước 1.000.000. Ôi trời ơi, không, cái kia đã nó dở hơn cái này nha. Cái này là cái vỏ bằng kim loại, còn cái kia là vỏ nhựa. Nếu cái này bây giờ mua nó khoảng tầm bây giờ mình chắc nó cũng tầm 600-700 á, là 128 nha các bạn. Vỏ bằng nhôm, vỏ bằng kim loại, không biết nó bằng nhôm hay bằng gì thì mình không biết. Rồi ổ cứng 1T 1.168 nè, cái nguồn 950 nè, cái thùng máy 600, cái tản nhiệt 550, màn hình 3.500, tổng cộng là 21.900, bảo hành 3 năm. Còn cái ổ cứng thì với nguồn thì bảo hành 2 năm. Cái màn hình mình có đi bảo hành một lần rồi, không biết mình xài sao nó bị sập, bảo hành đổi được cái mới luôn. Dell thì nó bảo hành rất là tốt, mình mua màn hình của Dell, như hình như là bữa nó bị sập đó, bữa gì hãng biết sửa sao, nó đổi luôn cái mới cho mình luôn, đổi luôn cái khác, dán lại tem bảo hành mới. Tính từ cái ngày mua này nha, tính từ ngày mua đầu tiên nó dán cho mình một cái tem khác luôn, thì mình thấy bảo hành như vậy rất là tốt. Tại vì màn hình nhiều khi mình cắm liên tục luôn, có hay khi mình để mấy ngày mình chả tắt nữa, tại mình nhiều khi để máy làm việc lung tung rồi mình để luôn. Thì đó, bữa nay mình show cho các bạn coi đó, đã mấy bạn nói mình chém gió nữa. Đó, bây giờ mình vệ sinh sơ cái này đi nha, kiếm cái thổi bụi. Thôi, mình có mua một cái thổi bụi bé bé à, ở đây mình có một cái máy thổi bụi nhỏ, mình mua 100 mấy 10 ngàn á. Mình thổi mấy cái chữ vị trí quạt này ha. Không biết là cho trên điện thoại các bạn nhìn thấy rõ không, chứ ở đây mình thấy bụi bay ra quá trời luôn. Không biết điện thoại quay nó có rõ không nữa, thì mình đang quay bằng cái điện thoại thôi. Rồi, thổi sơ sơ vậy thôi là mình lắp lại các bạn nha, lắp lại dặn ốc lại thôi. Bây giờ mình coi mấy cái chỗ nào bụi mình quét sơ nữa, cái này mình khỏi quay cho các bạn đi. Dừng cái video ở đây đi, mình về vệ sinh sơ sơ vậy mình quay cho bạn coi cái cấu hình máy thôi. Cấu hình này chạy khá là tốt. Bây giờ cái cấu hình này bây giờ chắc chừng mười mấy triệu, tầm 12-13 triệu quá. Bây giờ mình thấy máy rẻ rồi, mấy cái linh kiện bây giờ mua rất là rẻ. Tại hồi đó mình mua cái giá của cái năm 2016, bây giờ chắc không tới giá mười mấy triệu, cỡ hồi đó mua 21.900 mà cho 22 triệu đi, 2 triệu mà trừ 3 triệu là hết 19 triệu, cho 18.500 đi, 18.500 cái thùng này quá dữ.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem cái video này của kênh IT Không Chuyên. Các bạn nhớ bấm đăng ký cho mình để mình có động lực làm thêm những cái video khác ha. Mình không có thời gian nhiều nhưng mà khi nào rảnh thì mình sẽ cố gắng quay cho các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo trong một ngày gần nhất.